Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ, trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của xã Ninh Sim thuộc thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Dạ, em đang đứng ngay vị trí này là thuộc địa phận của xã Ninh Sim ngày nay nè quý vị. Khu vực Dục Mỹ khi xưa. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị bạn một số hình ảnh của con đường quốc lộ 26 hướng đi từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Đắk Lắk. Và ngay vị trí này là cái đình Tân Xuân. Đình này cũng cũ kỹ rồi quý vị, lâu đời rồi. Bên cạnh cái đình này đó là một cái nhà thờ công giáo. Trong video hôm nay em xin gửi đến cô chú chị bạn một số khu vực trung tâm của Dục Mỹ ngày nay, những hình ảnh của Dục Mỹ ngày nay nhé quý vị. Ở đây em thấy người dân trồng mía rất là nhiều. Và chúng hình của chú chị bạn ngay vị trí này đó là cái nghĩa trang công giáo. Thì em đi ngang qua khu vực quốc lộ 26 này thuộc địa phận của Ninh Hòa thì cũng có rất là nhiều những cái lò gạch, lò làm gạch đó vậy. Rồi có một cái nhà nhà máy mía đường, nhà máy đường ở đó là nhà máy đường Biên Hòa ở Ninh Hòa cũng khá là lớn. Bởi vì vậy người dân ở đây trồng mía để mà cung cấp cho khu vực nhà máy, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể làm ăn. Em sẽ lưu thông theo hướng này của đường quốc lộ 26B ngày nay. Thì khi xưa con đường quốc lộ 26 này là con đường quốc lộ 21 quý vị, nó kết nối giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk. Em đi hướng này, nếu cô chú chị bạn đi tiếp tiếp nữa thì sẽ đi trên con đường quốc lộ này và sẽ tới địa phận qua đèo Phượng Hoàng rồi tới địa phận của tỉnh Đắk Lắk là sẽ đi theo hướng này quý vị. Còn cô chú chị bạn đi ngược lại thì sẽ đi xuống giao lại với quốc lộ 1 cũng như là xuống trung tâm của thị xã Ninh Hòa. Thì trong video hôm nay em sẽ đi qua các cái địa danh cũng như là con đường quốc lộ 26 này, như là địa danh Giáo xứ Dục Mỹ, rồi cầu Dục Mỹ, rồi chùa Mỹ Sơn cũng như là cái ngôi chợ Dục Mỹ ngày nay, và một cái địa điểm nữa đó dấu tích xưa đó là sân bay Dục Mỹ. Hai bên đường rất là thoáng quý vị, đường rộng rãi, con đường quốc lộ 26 này khá là rộng và đường rất là dễ đi. Dân cư ở đây em thấy thì cũng không có thưa thớt lắm, cũng nhà thì cũng có chỗ gần, có chỗ thì tập trung cũng rất là nhiều, san sát nhau, có chỗ thì có những đoạn trống quý vị. Dạ, kính thưa cô chú chị bạn, Dục Mỹ ngày nay là thuộc xã Ninh Sim của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Thì trước kia là nó nằm tại thôn Tân Mỹ thuộc xã Ninh Xuân, bây giờ là một cái vùng đất cách thị trấn Ninh Hòa khoảng 15 cây số theo hướng tây, có con đường quốc lộ 26 đi ngang qua. Cái đường quốc lộ 26 trước kia đó là con đường quốc lộ 21 em đang đi, và được bao bọc bởi những dãy núi chập trùng uốn khúc, cho nên từ trên đèo Phượng Hoàng nhìn xuống Dục Mỹ nó là một cái thung lũng hình chảo quý vị. Và phía tây là nó giáp với huyện Khánh Dương của tỉnh Đắk Lắk, ở phía nam thì nó giáp với Đồng Trăng của Diên Khánh, ở phía bắc thì giáp với Đá Bàn, và phía đông thì giáp với xã Ninh Xuân của huyện Ninh Hòa ngày nay. Cái vị trí này có cơm gà Dục Mỹ này quý vị.
Trước màn hình của cô chú anh chị bạn đó là những hình ảnh của cây cầu Dục Mỹ. Cây cầu cũng khá là đẹp, khá là rộng và cũng tương đối dài quý vị. Ngay chỗ này có một cái ngã ba. Đoạn này thì có y tế Tâm An này, cũng như nhà nghỉ 379 nè. Em mời cô chú anh chị bạn rẽ qua bên trong này thử nha. Em rẽ qua bên này thử, em coi thử cái con suối chảy qua cái cầu Dục Mỹ nó có cái qua cái đoạn này hay không. Đoạn này con đường nó cũng hư hỏng hết vậy, kèm với trời mưa nữa thì xe mỗi lần đi ngang qua thì dễ bị hư lắm. Đi vô đoạn này thì em thấy hình như không có nhà rồi, hai bên là cây cối tùm. Này Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào mùa mưa rồi vậy. Giờ này em đi trời cũng khá là âm u. Hôm đi quần ra lại cái cầu Dục Mỹ. Ngay chỗ này có quán cà phê khá là mát các vị, ngồi đây uống cà phê đúng là khá là lý tưởng đó. Bên cạnh cây cầu rất là thoáng mát. Đó ra ngay vị trí ngã ba này rẽ bên tay trái thì cô chú anh chị bạn sẽ đi về lại Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa. Và đây là những hình ảnh của cây cầu Dục Mỹ thuộc Ninh Sim ngày nay. Cây cầu rất rộng vậy. Con suối chảy ngang qua cây cầu. Nhìn những cây cầu này và những cái con suối thì nhớ lại những hình ảnh khi xưa. Khi xưa mà thời chưa có máy giặt rồi, phải chưa có giếng, nước đồ thiếu. Đa số thì thường hay rủ nhau ra những cái con suối để mà ra những cái bờ đá để mà giặt đồ, tắm suối. Những cái kỷ niệm thời xa xưa, thời còn nghèo khổ vậy. Những hình ảnh xưa đó thời nay chắc không còn nữa. Ngày nay các con suối, con sông rồi nó khá là ô nhiễm, nó không có còn trong sạch như khi xưa. Qua khỏi cây cầu là một cái cửa hàng xăng dầu quý vị. Dục Mỹ, Ninh Sim, Ninh Hòa. Giờ em đổ tiếp xăng để mà tiếp tục di chuyển. Cái xăng này dễ biết nè, nằm gần bên cạnh của cái cầu Dục Mỹ vậy, rất là dễ tìm. Đây có nem chả nữa nè, rồi cơm sườn thập cẩm, hấp tóc. Và qua khỏi cây cầu đó là chứng hình của chú anh chị bạn, đó là giáo xứ Dục Mỹ. Và đây là những hình ảnh của giáo xứ Dục Mỹ quý vị. Công viên của giáo xứ rất là rộng rãi vậy. Đi vào từ ngoài đường đi vào là con đường bê tông rất là đẹp. Hai bên là rất là thoáng và có hàng cây. Quá là mát mẻ luôn quý vị ơi. Rồi cảm giác vào đây rất là yên bình luôn. Kính thưa cô chú chị bạn thì giáo xứ Dục Mỹ thì nó nằm ở phía bắc của thành phố Nha Trang và nó dọc theo quốc lộ 26 hướng về Buôn Ma Thuột. Vừa đi qua khỏi cây cầu Dục Mỹ là bên tay phải là cô chú chị các bạn có thể thấy được cái giáo xứ này. Thì phía đông của giáo xứ là giáp với Ninh Hòa và phía tây là giáp ranh giới với giáo phận Ban Mô Thuộc đều Phượng Hoàng. Phía nam thì giáp với giáo xứ Đất Sét Hòn Sông Đan và phía bắc giáp với giáo xứ Ninh Trang gồm các xã Ninh Sim, Ninh Xuân và Ninh Tây. Giáo xứ Dục Mỹ là tọa lạc
trên một vùng đất rộng chừng khoảng 1,25 hectare vậy. Thì là một vùng lòng chảo, xung quanh là núi bao bọc. Và giáo xứ này đã được thành lập từ những năm 1957. Đây là hướng em đi ra lại cổng này, hai bên là những cây xanh rất là mát, và hai bên cũng là một cái bãi cỏ trống thoáng cực kỳ luôn. Phía trước của giáo xứ là quốc lộ 26 kết nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Và bây giờ mời cô chú các bạn đi qua khu vực của chùa Mỹ Sơn cũng như là chợ Dục Mỹ đối diện với giáo xứ này là bưu điện của Ninh Sim nè. Và có cả ngân hàng ở ngay chỗ này, là có các quán bún, quán phở. Đoạn này thì nó gần khu vực của chợ cho nên là buôn bán cũng khá là sầm uất quý vị. Rất là nhiều quán kinh doanh buôn bán đồ ăn. Ở chỗ này có tiệm bán xe nữa nè. Rồi các cái phòng khám. Đây, chỗ này có bún cá Vàng Giả này, bánh canh Vàng Giả. Bún chả cá Vàng Giả là đặc sản của tỉnh Khánh Hòa. Giờ và trước màn hình của cô chú anh chị bạn, đây là những hình ảnh của chùa Mỹ Sơn. Ngôi chùa cũng có cái cổng phía trước rất là đẹp quý vị. Và khuôn viên, hành lang đồ cũng xây dựng rất là bài bản. Kính thưa cô chú anh chị bạn, thì chùa Mỹ Sơn này nó tọa lạc tại Dục Mỹ, thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim của thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Dục Mỹ là một vùng đất cách thị trấn của Ninh Hòa khoảng 14 cây số về hướng Tây quý vị. Thì ngôi chùa Mỹ Sơn này thì do Đại Đức Thích Hạnh Ý Hí Thượng Tâm Hạ Đường đời thứ 43 dòng Lâm Tế Liễu Quán khai sơn sáng lập vào năm 1958. Thì chùa Mỹ Sơn ra đời theo nhu cầu đời sống tâm linh của đồng bào Phật tử. Sở dĩ ngôi chùa an danh là Mỹ Sơn bởi vì cái chữ Mỹ nó gốc lấy từ Dục Mỹ vậy, và còn chữ Sơn thì nó là núi,
là vùng cao của Ninh Hòa. Nhục Mỹ là một cái khu vực thuộc vùng cao, ở đây núi nhiều lắm quý vị. Bên cạnh của chùa Mỹ Sơn đó là những hình ảnh của chợ Dục Mỹ bên tay trái của chú anh chị các bạn. Và bây giờ em mời cô chú các bạn ghé vào bên trong của ngôi chùa của em xin lỗi ạ, ghé vào bên trong của ngôi chợ Dục Mỹ ngày nay thử như thế nào nha. Không biết thì khi xưa các cô chú đã từng sống ở nơi đây, không biết có thấy được những hình ảnh này nó thay đổi nhiều hay không. Và đây là phía trước cổng của chợ Dục Mỹ. Giờ này em đi thì cũng buổi chiều quý vị, giờ cũng tầm 3-4 giờ chiều rồi, cho nên chợ cũng khá là vắng. Ở phía trước thì còn được vài cái sạp bán trái cây, rồi có cả quần áo nữa mà người bán, nhưng mà người mua khá là ít. Chợ thì thường vào buổi sáng rồi thì nó đông vui hơn, nhộn nhịp người mua người bán. Còn buổi chiều em đi giờ này thì nó khá là vắng vẻ. Đây là những hình ảnh của chợ Dục Mỹ. Bên trong giờ này cũng các cái kiosk hình như cũng đóng cửa vậy. Em thấy nó tối lắm. Chắc em dạo một vòng phía bên ngoài cho cô chú chị bạn xem những hình ảnh xung quanh của ngôi chợ Dục Mỹ ngày nay. Nó ra đoạn này cũng có một cái con đường này, ngay vị trí này rẽ bên tay phải thì cũng có thể ra giao lại với con đường quốc lộ 26. Còn em đi đây là ra phía sau của ngôi chợ Dục Mỹ. Ở phía sau này người dân cũng buôn bán kinh doanh khá là nhiều đấy vậy. Cả cái cửa hàng bán đồ nhựa, đồ inox, rồi tủ nhôm, rất là đa dạng các mặt hàng. Em đang đi xung quanh phía sau của ngôi chợ cũng như là bên hông của ngôi chợ. Con đường phía sau chợ này cũng khá là rộng rãi, đường láng nhựa sạch đẹp. Chợ Dục Mỹ này thì cũng khá là rộng quý vị. Ngôi chợ được bao bọc bởi 4 con đường và mặt tiền chính của nó là con đường quốc lộ 26. Bên cạnh chợ là ngôi chùa Mỹ Sơn. Ở đây có các cửa hàng bán đồ điện, rồi đồ chơi trẻ em, các cái shop quần áo cũng như là các cái vật dụng khác. Bên tay trái của chú chị bạn là đi vào bên trong chợ tiếp. Rồi em đi ra đây là giao lại với con đường quốc lộ 26 trở lại nè quý vị. Ngay vị trí này của chú chị bạn rẽ bên tay phải thì hướng đi về thị xã Ninh Hòa, ra giao lại với con đường quốc lộ 1. Còn rẽ bên tay trái đi theo hướng này thì cô chú chị bạn sẽ tiếp tục lưu thông trên con đường quốc lộ 26 hướng đi Đắk Lắk. Em ra đây cho cô chú chị bạn có thể ngắm lại toàn cảnh phía trước cổng chợ Dục Mỹ ngày nay. Ở phía trước em thấy thì có những cây xanh, những cái gốc rất là lớn rồi, tán lớn quý vị, rất là mát. Bà con kinh doanh ở phía dưới những cái bóng cây này và buổi trưa nắng chắc là mát đỡ lắm luôn á. Ở bên kia thì em có quán sinh tố kìa. Ở bên đây thì bên tay phải thì là trái cây, sạp bán trái cây. Giờ này chợ cũng vắng quý vị.
Dạ, kính thưa cô chú chị bạn, thì Dục Mỹ nó được bao bọc bởi hai con suối lớn. Một con suối là nó bắt nguồn từ suối nước nóng để qua cầu Buôn Đun và sau lưng trung tâm của huấn luyện Lam Sơn rồi đổ về suối đá. Thì một con suối khác thì nó phát nguồn từ núi Vọng Phu chảy theo hướng Trường Bắn Cầu Đỏ. Thì sau lưng nhà thờ cầu Ông Ngọ, cầu Dục Mỹ rồi hợp cùng với suối cầu Treo chảy về sông Dinh thuộc huyện Ninh Hòa ngày nay. Dục Mỹ thuộc xã Ninh Sim gồm có 6 thôn và cái vệ tinh nó là cái buôn thượng của người Ra Đê và người Gia Rai quý vị. Nó ở đây thì nó nổi tiếng là những cái nhà sàn này, nhà rong, và quý vị cũng có thể biết người buôn làng, người dân tộc thì họ có những con vật nuôi khá là đặc biệt, đó là như là con heo vậy. Heo thường người ta hay gọi là heo một của dân tộc nuôi như heo gọi là heo mỏi ấy. Thì đa số là người dân dân tộc miền núi như Ê Đê rồi Gia Rai rồi họ nuôi nhiều lắm. Thì những cái giống heo mỏi này là nó có màu đen xám và cái lưng nó thường hay gãy vậy, và cái bụng nó sẽ chấm xuống đất. Thì quý vị đi ngang qua những cái buôn làng, quý vị có thể thấy được những con heo được thả rong, nhiều lúc nó cũng có đi ngoài đường rồi những cái hành những cái đám ruộng đồ á, là con heo nó cái bụng nó sệ và cái lưng nó rất là gãy. Dạ. Thì ở đây là cái đặc sản chính của Dục Mỹ á, là cái loài heo mọi này, cái giống heo mọi này, và cái vùng đất Khánh Dương thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ngay chỗ này là trường tiểu học Ninh Sim. Thường thì heo mọi ăn ngon lắm vậy, tại vì heo mọi là heo của dân tộc họ thả rong cho nên nó vận động rồi nhiều, giống như gà ấy, gà chạy bộ rồi nhé. Heo được thả rong đi lại rồi nhiều cho nên là nó sẽ tiêu bớt mỡ và cái thịt nó săn chắc, ăn rất là ngon. Nhưng mà đa số heo mọi ngày nay mà để mà mua ăn mà đúng là heo mọi của dân tộc nuôi thì nó ít lắm. Và ngày nay thì người dân họ cũng có thể lai giống, và họ lai giống của heo mọi vậy, rồi họ nuôi, họ bán. Cho nên là nay ra chợ là nói heo mọi cũng nhiều lắm. Nhưng mà heo mọi này là heo nuôi, nó không có ngon bằng là heo của chính người dân tộc nuôi họ thả rong. Chỗ này có cái sông bóng, rồi đi qua đây là những cái đám cỏ xanh rì rất là đẹp. Ở bên này hình như là em thấy người dân họ trồng rau muống rồi. Cái vị trí này của bên tay phải của chú Nhật Bản đó là trường trung học cơ sở Tô Hiến Thành. Ở phía trước của cổng trường là một cái đám rau muống này, rất là đẹp. Dạ, kính thưa cô chú Nhật Bản, mặc dù chỉ cách thị xã Ninh Hòa khoảng chừng 15 cây số, nhưng thời tiết của Dục Mỹ cũng khá là khắc nghiệt. Bởi vì ở đây là bởi nó chịu ảnh hưởng của gió Lào, cho nên là vào mùa khô ban ngày á, ở Dục Mỹ nóng lắm, nhiệt độ rất là nóng, có thể lên đến 39 đến 41 độ C. Và ở vùng này thì nó thuộc vùng núi cho nên là nhiều lúc nhiệt độ của nó chênh lệch giữa ban ngày với ban đêm rất là cao. Thường cái ban ngày thì nắng nóng nhưng mà ban đêm thì nhiệt độ nó lại hạ thấp xuống. Khí hậu cũng khá là khắc nghiệt quý vị, thời tiết nó nhiệt độ nó chênh lệch giữa ngày và đêm nhiều quá. Thì trái lại với vào thời tiết ban ngày nắng nóng như vậy thì do ảnh hưởng của sương rồi rừng núi rồi á, cho nên là ban đêm nơi đây nó rất là lạnh,
và sương cũng rất là dày với khí hậu khắc nghiệt như thế. Cho nên là ở đây là làm rẫy là cái nghề chính của người dân nơi đây, so với những cái vùng khác ở trong huyện của Ninh Hòa. Thì ở đây thì người ta còn trồng lúa rồi trồng mì nữa vậy. Thì Dục Mỹ cũng có thế mạnh về cây mía này, rồi cây thuốc lá, rồi cái cây công nghiệp. Thì cây mì cũng được người dân trồng nhiều. Thì bên cạnh những cái khó khăn khắc nghiệt của khí hậu thì ông trời cũng ban tặng cho Dục Mỹ cái nguồn dồi dào phong phú về lâm sản. Ở đây là cái vùng núi cho nên là lâm sản cũng rất là nhiều, và nhiều cái loại cây quý hiếm quý vị, như là cây kỳ nam này, cây trầm, cây quế chi, rồi cây đá thạch anh, vân vân. Và những cái gỗ, loại gỗ mà tốt như là cái căm xe này, bằng lăng, cẩm lai, trắc, đó là những loại gỗ quý và nó có rất là nhiều loại có giá trị ngày nay. Chính vì Dục Mỹ cũng có nhiều cái đặc sản và cũng tạo đi cái điều kiện cho người dân có thể sinh sống tốt hơn, cho nên là ở đây cũng quy tụ rất là nhiều người dân ở khắp ba miền về đây để mà sinh sống, cho nên nó là mang lại cho Dục Mỹ phong phú và đa dạng về văn hóa cũng như là các món ăn và ẩm thực. Khi mọi người ở nhiều miền tới thì cái văn hóa nó cũng đa dạng hơn, và họ mang tới những cái món ẩm thực, những cái món ăn từ ở các vùng miền khác thì nó cũng đa dạng hơn vậy. Thì nhờ vào dân ở từ những miền khác tới cho nên là dân số ở Dục Mỹ từ đó nó cũng phát triển mạnh và dân cư cũng đông đúc hơn. Nhờ vào đó thì giao thương buôn bán rồi thì nó cũng phát triển hơn. Và bây giờ em mời cô chú chị các bạn đi vòng lại. Em sẽ tới một cái địa điểm nữa, đó là sân bay Dục Mỹ ngày nay. Em lưu thông theo hướng này trên con đường quốc lộ 26 là sẽ đi về lại Ninh Hòa này quý vị. Còn đi ngược lại thì sẽ đi tiếp Đắk Lắk trên quốc lộ 26 này. Bây giờ em đi ngược lại, em mời cô chú chị bạn ghé vào sân bay Dục Mỹ xem thử ngày nay sân bay Dục Mỹ so với khi xưa có gì khác không nha. Đang rẽ vào con đường này là đi vào khu vực sân bay của Dục Mỹ khi xưa và ngày nay. Chụp hình của chú anh chị bạn đó là những hình ảnh của sân bay Dục Mỹ. Em không biết các cô chú anh chị và các bạn đã từng sống ở khu vực Dục Mỹ
thì ngày nay không biết những hình ảnh này có gì khác so với khi xưa hay không. Rồi của các cô chú cũng đã nay cũng chắc cũng lớn tuổi hết rồi. Bây giờ em thấy thì sân bay cũng còn một số chỗ thì còn đường nhựa, một số chỗ thì đường đất. Sân bay này cũng khá là rộng rãi vậy. Sân bay Dục Mỹ này nó cũng là một cái minh chứng cho cái lịch sử hùng tráng khi xưa. Khi xưa nó là một cái sân bay quân sự, nó chịu trải qua một thời chiến tranh khốc liệt. Ngày nay thì em thấy sân bay này không có còn sử dụng, và đa số thì khu vực sân bay đây em thấy người dân là đang phơi mì rất là nhiều. Như vậy là ở đây là người dân họ trồng mì chủ yếu nè, rất là nhiều mì luôn quý vị. Bây giờ này em đi thì trời cũng bắt đầu mưa rắc rắc hạt, và bà con người dân họ đang bắt đầu gom mì vào. Mì ở đây thì mọi người phơi trên những cái tấm bạt rất là tiện quý vị, khi mà trời mưa thì có thể kéo lại tủ lên thôi. Mì mà nếu mà phơi khô mà để nước mưa nó vào á, thường hay bị ẩm mốc, nó bị mốc quý vị, mốc và mọt, cho nên là mì là phải phơi khô. Mì ở đây thì người dân nhổ về, sau đó rồi chặt thành miếng nhỏ, thành lát nhỏ, rồi bỏ trên những tấm bạt phơi như thế này. Ở phía trước màn hình của chú chị bạn có thể thấy được trời đang mưa, cho nên là người dân đang gom mì vào nè. Đó, phải tới 3-4 người, 4 người cầm kéo kéo để mà gom lại. Và xung quanh là những cánh đồng cỏ cho bò ăn. Sân bay Dục Mỹ khi xưa và ngày nay, khi xưa là trải qua một thời chiến tranh rất là hùng tráng, thì bây giờ nó thành khu vực để cho người dân phơi mì. Có những cái khu vực như thế này cũng rất là thuận lợi cho người dân quý vị, có thể phơi được số lượng mì lớn. Tuy nó không được bằng phẳng cho lắm, nhưng mà có những đoạn thì cũng còn, em thấy còn đường nhựa, thì người dân sẽ chọn những chỗ nào mà bằng phẳng thì họ sẽ phơi. Trong khu vực này thì em thấy cũng có nhà dân đó vậy, nhà dân sinh sống nữa nè. Mấy bên kia thì cũng có một vườn cây, hình như là trồng cây tràm, cây tràm, cây keo. Ở đây thì người dân làm nông, làm trồng cây công nghiệp đồ là chủ yếu vậy. Khu vực miền núi đất chắc nó cũng tốt hơn. Bên này cũng có phơi mì nè, rồi bây giờ người dân cũng đang gom mì vào vậy. Bên kia thì nuôi bò ở những cái cánh đồng trống cho bò ăn cỏ, những cái bãi cỏ nè. Đó,
đó, 5 người cùng nhau kéo vậy. Phơi mì mà kéo như vậy chắc là phải mua cái lòi bạc phải tốt, chịu nắng chịu mưa nữa. Nó đi thẳng theo hướng này xuống phía dưới kia nữa là cũng là một đoạn của sân bay vậy. Ở phía dưới kia em thấy cũng đang có phơi mì nữa. Ở đoạn này của khu vực sân bay khi xưa thì nó cũng lồi lõm hết rồi, nó không còn bằng phẳng nữa, như là nhựa nó bị hư hết rồi. Bây giờ bắt đầu có những chỗ nó lồi đất lên và lồi sạn rồi lên. Khu vực đây người dân có trồng cây tràm, cây keo, rồi có cả trồng những cây dừa nữa. Rồi tôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Kính chúc cô chú anh chị các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Em xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong một video tiếp theo sau.